Xin chào cả nhà đã quay trở lại với trang của Audio 365 Cần Thơ ha. Tiếp tục series nâng cấp ánh sáng ngày hôm nay thì bên em vừa mới nhận một dòng xe Toyota Vios 2024. Thì dòng xe này anh khách có tâm sự với Audio 365 Cần Thơ là đi buổi tối trời mưa thì đèn không có sáng, không thấy gì hết. Cho nên là anh khách quyết định là nâng cấp đèn gầm, và dòng đèn gầm mà anh khách chọn đó là dòng S10 Turbo. Dòng đèn gầm hiện tại là đang có cái ánh sáng cực mạnh nhất hiện nay nha cả nhà. Thì do là cái đèn này thì chắc phải là chế lại cái dưỡng một xí, do là cái đèn gầm zin của ảnh nó chỉ khoảng 2 inch thôi, cho nên ảnh muốn lắp cái S10 Turbo 3 inch thì phải chế dưỡng lại một xí. Thì cái công suất của đèn S10 Turbo code là 40 và pha là tới 65 á cả nhà, với hai con mắt trợ pha ở đây cực kỳ khủng luôn nha. Rồi bây giờ em sẽ mở cái ánh sáng đèn zin của xe trước, sau khi nâng cấp xong sẽ cho mọi người thấy sự khác biệt của nó như thế nào ha. Này mọi người để ý nè, em mở lại nè, đó, ánh sáng thấp nha và sáng cũng không đáng kể lắm nè, đó nè. Đây cái ánh sáng của nó nè cả nhà, cái ánh sáng đèn gầm nè ha, không đáng kể nha, rất là thấp luôn, còn tự như hồng như nè, ánh sáng không đáng kể, không thể hiện trên bảng đèn luôn nè. Rồi khi mà nâng cấp xong em sẽ lên một cái video hoàn thiện cho cả nhà ha, cảm ơn cả nhà. Thì hiện tại các bạn kỹ thuật đã vừa hoàn thành nâng cấp dòng bi gầm X-Line S10 Turbo cho chiếc Vios 2024 rồi ha cả nhà. Đây thì cái dưỡng của cái đèn gầm zin này sẽ được chế cho nó to ra một xí để vừa với cái bi gầm S10 Turbo ha cả nhà. Dòng bi gầm này là 3 inch cho nên là mình phải chế cái dưỡng cho nó rộng ra một xí để vừa với cái bi gầm nè. Bây giờ em sẽ quay hai bên cho cả nhà xem thì mấy bạn kỹ thuật chế cũng tương đối ha. Đây. Rồi bây giờ em sẽ mở cái đèn sau khi đã nâng cấp lên cho cả nhà xem nhé. Chỉ cần mở lên là mọi người sẽ thấy sự khác biệt rất là rõ so với cái đèn gầm zin của xe. Đây là đèn gầm thôi cả nhà, ánh sáng đèn gầm nè rất là rộng và ánh sáng nha. Với công suất của nó là tốt là 45 và pha là tới 65W, làm ánh sáng thì rất là đậm và rộng nè. Bây giờ em sẽ pha lên cho cả nhà xem nè, đó cái ánh sáng pha này ha, ánh sáng pha nhỉnh hơn cả đèn chính của xe luôn. Đó, đây là dòng bi gầm S10 Turbo, nhiệt màu là 5.500 ha. Thì nhà mình đang có nhu cầu muốn nâng cấp ánh sáng thì hãy liên hệ ngay với bên em, hay bên em sẽ tư vấn cho cả nhà dòng đèn phù hợp. Cảm ơn cả nhà đã xem video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.